Hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Tiên Lữ ghi nhận 2 ca đầu tiên, 2 ca còn lại là của công ty Tân Á Hưng Yên. 2 ca ở công ty Tân Á Hưng Yên gồm bệnh nhân 15.919, sinh năm 1980, ở thôn Nguyễn Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, cùng tổ hoàn thiện bồn inox với bệnh nhân 15.326 và 15.328. Huyện Yên Mỹ quyết định phong tỏa một phần thôn Nguyễn Xá với 63 nhân khẩu. Bệnh nhân 15.920, sinh năm 1983, ở thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, là chồng của bệnh nhân 15.326. Thôn Bình Đôi đã được phong tỏa từ 17 giờ ngày 26 tháng 6. Huyện Kim Động cũng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với hai thôn liền kề là Cộng Vũ và Cao Xá. Trước đó, cả hai trường hợp này đã được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh ở trường Đại học Thủy lợi cơ sở Phú Hiến. Hai trường hợp mới ghi nhận ở huyện Tiên Lữ, theo thông tin ban đầu, là cán bộ hành chính của Trung tâm Y tế huyện. Từ 21 tháng 6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 43 ca bệnh, trong đó huyện Yên Mỹ có 36 ca tại 6 xã thị trấn, huyện Kim Động, Khoái Châu và Tiên Lữ, mỗi huyện có 2 ca, và huyện Ân Thi có 1 ca, riêng ổ dịch tại công ty Tân Á Hưng Yên đã ghi nhận 8 ca bệnh.